các bác nhá. Hôm nay anh em mình tiếp tục đi rừng tìm ba kích thảo dược rừng. Mọi người chờ kết quả anh em mình đi rừng nhá. Bạn nhìn thấy chưa? Ba kích nha các bác nhá. Đây này. Cụ này, nhìn ngón tay chưa? Đấy. Ui, đây nè. Ui. Đây. Đi dưới này. Em. Ui, đây. Đấy. Đủ lắm này, được quả kích to. Quả kích đây. Như ngón tay chưa? Rồi. Như ngón tay chưa? Đấy. Quả kích tím nha các bác nhé. Đấy, quả kích nha. Chào các bác nha, đây thành quả của anh em mình hôm nay đi rừng đào ba kích. Đây các bác này, đào ba kích mới được mấy cây mai vàng yên tử. Các bác này, lâu lắm rồi hôm nay mới được mấy cây ba kích củ to này. Đây các bác này, đây ba kích củ to chưa? Già khỡ luôn. Ba kích tím nha các bác nhé. Bây giờ em đi thì tiện cái chỗ ấy, thấy gặp mấy cây mai vàng yên tử. Đây các bác này, đây, em đánh về nhà em bảo tồn, về nhà rồng các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi xem hết video của em nhá. Chào các bác.